À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một bản bìa Facebook nữa. À, bài hôm nay mình sẽ chủ yếu hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Pen Tool và công cụ Brush cộng với một số hiệu ứng màu và filter. Bài này mình hướng dẫn các bạn biết cách để sử dụng các công cụ đó. Cho nên cái bìa mình có thể không được đẹp đâu. Có gì mong các bạn bỏ qua. Rồi các bạn mở phải mở với không số như sau. Tiếp theo các bạn như thường lệ thì mở ảnh. Đây. Các bạn kéo có ra. Đây. Rồi. Tiếp theo các bạn mở một lớp Solid Color. Rồi. Tiếp theo các bạn click vào Layer Mask và chọn công cụ Eraser Tool. À, kích thước khoảng 350 á. Rồi. À, opacity khoảng 50% á. Rồi các bạn dùng tẩy. Cái này là để làm nền cho ảnh đấy. Rồi. À, tiếp theo phân tích. Phân tích bài này nó cũng đơn giản. Anh chỉ cần các bạn chỉ cần chọn công cụ tích và gõ chữ. Sau đó chọn font là được thôi. Mình cũng hướng dẫn cái dùng tích này nhiều lần rồi cho nên bài này mình sẽ bỏ qua. Các bạn nếu ai không biết thì có thể xem lại các tụt cũ của mình. Có hướng dẫn rất nhiều rồi. Đây, mình chọn iPhone chủ yếu đây iPhone này mình sẽ update cho các bạn rồi tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn dùng công cụ Pen Tool đây các bạn thiết lập như mình đây phiếu là các bạn chọn ở đây viên là các bạn chọn đây tiếp theo rồi bây giờ các bạn click vào đây để về rồi click vào đây và xoay. Rồi. Tiếp theo click tiếp vào đây. Đó. Tiếp tục. Rồi. Bài này mình hướng dẫn cho đến có thể vẽ hơi ngắn. Nó không đẹp. Khi hoàng làm thì cố gắng làm tỉ mỉ một tí là đẹp thôi. Rồi cuối cùng là giảm opacity bao nhiêu tùy tùy các bạn rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng brush các bạn mở một layer mới đây. Rồi chọn công cụ Brush. À, cái Brush này mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn. À, nếu cách cài đặt thì cũng đơn giản. Chỉ cần click đúp vào file thì sẽ được thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập. Đây phần này các bạn
cho khoảng 200, 190 hoặc 200. Rồi phần dưới này các bạn kéo hết cỡ. Rồi, phần ở dưới các bạn cũng kéo hết cỡ. Tiếp theo là chamfer. Chamfer này là có tác dụng là một cái in in và mơ và in đậm đấy, đậm nhạc cho group đấy. Rồi bây giờ các bạn vẽ đây một cái thêm cái nữa đó, các bạn có thể thấy là nó tự động thay đổi kích thước, cuối cùng là giảm opacity đó. Tiếp tục mở một layer mới nữa, các bạn giảm kích thước group lại đó, tiếp tục vẽ giảm thêm một tí nữa đây. Các bạn có thể vẽ tùy ý, nó sẽ tự động giảm kích thước cho các bạn. Rồi giảm opacity đó, bây giờ cũng tạm ổn rồi. Rồi bây giờ công đoạn cuối cùng là đi màu. Cái này thì nó cũng đơn giản rồi, hoàn click vào đây, click vào ảnh góc ấy để lấy ảnh góc, vào filter, filter gallery. Rồi các bạn ở đấy nó có thể tùy chỉnh nhiều hiệu ảnh. Đây các bạn có thể chọn tùy ý, thích sao cũng được. Mà nay mình dùng ảnh đen trắng cho nên cũng không cần đi màu đâu gì luôn. Bây giờ chọn cái gì thì tùy các bạn. Ok. Đó, bây giờ mình đã hoàn thành cái bài hướng dẫn rồi. Chúc các bạn thành công nhé.